Hyundai ioniq 6 lần đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á, giá bán sẽ được công bố trong thời gian sắp tới. Tham gia triển lãm Moto Expo 2022 hiện đang diễn ra tại Thái Lan, hãng Hyundai đã mang một số mẫu ô tô mới đến trưng bày. Một trong số đó có mẫu ô tô điện Hyundai ioniq 6. Lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 6 năm nay, ioniq 6 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Electric Global Platform EGMP của tập đoàn Hyundai, tương tự ION EQ5 và Kia EV6. Hyundai ION EQ6 sở hữu chiều dài 4855mm, chiều rộng 1880mm, chiều cao 1 1495mm và chiều dài cơ sở 2950mm. Với kích thước này, xe được định vị trong phân khúc sedan cỡ D, tương tự Toyota Camry và Honda Accord. Ngoài kích thước khá lớn, Hyundai ION EQ6 còn có ngoại hình độc đáo nhờ ngôn ngữ thiết kế e-thi Uniqueness. Điểm nhấn của mẫu ô tô điện này nằm ở cụm đèn pha LED mượt mà, dài đèn LED định vị ban ngày dạng điểm ảnh, hốc gió trung tâm có thể đóng trên mở chỉnh điện, 6 đèn nhỏ trên cản trước để hiển thị dung lượng pin và hai khe gió hình tam giác ở góc đầu xe. Bên sườn, Hyundai Ioniq e -E 6 sở hữu thiết kế mượt mà và ít đường dập gần như thiết kế thường thấy. Thêm vào đó là camera kỹ thuật số với ốp trong suốt thay cho gương chiếu hậu truyền thống, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Nóc dốc về phía sau và bộ vành hợp kim 20 in có thiết kế đa chấu, sơn hai màu. Những thiết kế này giúp xe có hệ số lực cản không khí chỉ 021 CD, ngang ngửa Mercedes EQS. Trong khi đó, khu vực phía sau của Hyundai IONIQ e -E 6 gợi liên tưởng đến dòng xe thể thao biểu tượng Porsche 911. Ngay phía bên dưới kính sau là cánh gió tích hợp đèn phanh LED dạng điểm ảnh. Theo hãng Hyundai, có tổng cộng 700 đèn LED dùng cho dải đèn định vị ban ngày và đèn phanh này. Tương tự đèn phanh, đèn hậu LED của xe cũng được thiết kế theo phong cách điểm ảnh và nằm vắt ngang đuôi xe. Ngay phía trên đèn hậu có thêm một cánh gió nhỏ nữa, tích hợp camera sau. Tiếp đến là cản sau màu đen bóng, đi kèm hai cụm đèn nằm dọc với thiết kế điểm ảnh. Bên trong Hyundai Ioniq e -E 6 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại. Bước vào mẫu xe này, người lái sẽ bắt gặp vô lăng bọc da hai chấu vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền với màn hình thông tin giải trí cùng kích thước, cửa gió kéo dài hết mặt táp lô và màn hình kỹ thuật số của hệ thống điều hòa. Ở hai góc của mặt táp lô còn có hai màn hình nhỏ để hiển thị hình ảnh, do camera kỹ thuật số bên ngoài thu được. Tiếp đến là hệ thống đèn viền 64 màu với 6 cách phối hai màu, ghế relaxation comfort nằm thấp với độ dày giảm 30% so với ghế thường, bệ tỉ tay trên cửa được thiết kế dốc xuống dưới và không tích hợp các nút bấm. Do thiết kế dốc của nóc, nên khoảng không gian phía trên đầu hành khách ở hàng ghế sau chưa thực sự rộng rãi. Hàng ghế sau có đủ cửa gió điều hòa và hai cổng USB. Những trang bị đáng chú ý còn lại của xe bao gồm cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, chất liệu nội thất thân thiện với môi trường, phanh tay điện tử nằm trên mặt táp lô và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Khi mua Hyundai IONIQ e -E 6, khách hàng có thể chọn phiên bản dẫn động cầu sau giờ VKD hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD trong đó phiên bản giờ VKD dùng một mô tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 217 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Nếu dùng cụm pin 58 kWh, Hyundai IONIQ e -E 6 giờ VKD có thể chạy được 429 km sau khi sạc đầy pin. Nếu đi với pin 774 kWh, xe có phạm vi di chuyển là 614 km. Trong khi đó, Hyundai IONIQ e -E 6 AVKD được trang bị hai mô tơ điện mạnh 325 mã lực và 605 Nm. Phiên bản này chỉ dùng pin 774kWh và chạy được 583 km sau khi sạc đầy pin. Thời gian sạc đầy pin 58kW là 5,5 tiếng, với bộ sạc chậm AC 11kW trong khi thời gian tăng dung lượng pin từ 10 đến 80% với bộ sạc nhanh DC 50kW là 47 phút. Với cụm pin 774kWh, thời gian sạc đầy pin bằng bộ sạc chậm AC 11kW là 6 tiếng 45 phút. Nếu dùng bộ sạc nhanh DC 350kW, thời gian sạc lên 80% cho cả hai cụm pin đều là 18 phút. Đặc biệt, Hyundai IONIQ e -E 6 còn có công nghệ V2L để sạc các thiết bị bên ngoài xe. Được biết, hãng Hyundai đã lên kế hoạch bán IONIQ e -E 6 ở thị trường Thái Lan trong thời gian tới, cùng với IONIQ e -E 5. Tuy nhiên, hiện giá bán của Hyundai IONIQ e -E 6 tại thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Có vẻ như Thái Lan sẽ là Thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận mẫu ô tô điện này. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.